Và chúng tôi sẽ được trân trọng chào đón các vị đại diện đến từ tập đoàn Tân Hiệp Pháp. Chụp hình đi chị Thủy, đừng có suối mấy cái vụ đó. Đừng có suối. Sao suối được, bọn em cho mới được chứ. Tốn 2 tỷ bạc. Vậy 2 tỷ bạc được có hả? Gì quá, con của em, con ai rồi. Cho nó giãn giãn ra, hiểu không? Chị Thủy suối, cái tối nó về đó rồi, em lấy đâu ra 2 tỷ. Hiểu không? Bây giờ nữa đi rồi mà nữa không được đi, tụi thiệt nữa chứ. Ủa? Hai vợ chồng sao đổi thừa chuyện gì trời? Ủa cái vụ em đẻ có con hay không nên tôi phải sợ chứ. Đi suối, em về em nói lại với anh mệt quá. Cái gì vậy? Xin được chào đón tươi đẹp thời trang Hoa hậu Việt Nam 2020 Thanh Nhàn. Nhưng mà chị nói thiệt nè, cảm thấy chị nói với em nghe, nếu mà đẻ được thì đẻ sớm thì con mình sẽ đẻ được như chị. Chị là 2 lần đầu rồi, mới phải 37 chị đẻ. Khi chị đẻ sức khỏe của chị rất mệt, rất yếu. Em thấy chị vẫn bơi bơi. Chị bơi bơi là chị cố thế. Ừ, em cố vậy đi, 37 đi. Không, có việc em kẹt. Cái vết thương mình nó khó lành lắm. Nếu mà xưa chị như em, chị phơi phới còn hơn. Trong vòng mới một tháng thì chị tập bình thường. Bây giờ 2 tháng chị cũng chưa đến tập bình thường hơi đau. Cho nên ở đây em sẽ nghĩ cho vợ của em chứ không phải là gì. Em nghĩ vợ đó. Hả? Em yếu nên nó đỡ nó có cùng. Có nghĩa là cùng hồ ok. Nhưng mà do mình xin được chào đón DJ ca sĩ Minh Xù. Chồng chị coi không ám ảnh luôn. Lâu lắm. Khóc như là gì luôn mà. Đứa đầu tiên người ta có như vậy không? Đứa thứ hai là cái vết mổ của mình đứa thứ hai nó sẽ đau. Đúng rồi. Nó đau kinh khủng khiếp, giống như là em cắt một tầng lớp rồi đúng không? Thì bây giờ nè quay sát mặt nó kìa coi nó sợ đẻ kìa. Thêm nó nữa đây. Thì đang phải phới, thêm nó nữa đây. Ca sĩ Ali Hoàng Dương. Vợ nó đẻ mà nó sức mặt nó sợ đẻ. Thêm đứa nữa đi rồi suối người ta. Nè giờ chị thêm đứa nữa là chị đuối nha. Chị hai đứa rồi. Chị vô chụp tấm hình với em đi. Chết dễ sợ, suối đẻ. Cái được chào đón cô Julian Curley, tổng lãnh sự quán Úc. Cùng với những người bạn của mình. Ngon đấy. Bây giờ là một tuổi đúng không? Bây giờ là nhiều ba. Xin được chào đón nhà thiết kế Hoàng Quyên, thương hiệu Tiny Inc by Hoàng Quyên. Show diễn Pepsi Collection by Nguyễn Tiến Truyện, Tiny Inc by Hoàng Quyên và show diễn của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu sẽ cùng tiến vào bên trong khán phòng lúc này. Và chương trình của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu chỉ trong giây lát. Xin trân trọng kính mời quý vị. Okay. Xin được chào đón nhà thiết kế Ivan Trần cùng với những model kit. Có thể nói rằng mỗi mùa của Awafila Việt Nam International Fashion Week, nhà thiết kế Ivan Trần đều để lại rất nhiều những ấn tượng, đặc biệt